con bò mày. Kính chào cô chú anh chị đến với vườn xứ Trúc Ly. Hôm nay mời cô chú anh chị cùng ngắm hoa cẩm hồng với con nha. Cẩm hồng giống này có lâu rồi nhưng mà nó không hề hết đẹp. Cẩm hồng chùm nụ bao la luôn. Chúc cô chú anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ nè.